Hai, hôm nay tôi nói chuyện này có lẽ bạn không thích, nhưng mà sau khi hai xong thì bạn sẽ thích. 4 năm trước, vợ Tuấn với Tuấn đi bộ, ai đó lái xe và cán. Vợ Tuấn thì chết, còn Tuấn thì không nói được, phải học lại từ đầu. Mà bây giờ có nói tiếng Việt cũng không xong, mà tiếng Anh cũng không không tàu. Nhưng mà chút nữa Tuấn nói có lẽ là ít tiếng Anh. Hồi đó ở Việt Nam, Tuấn là Catholic, anh hai thì đang địch, hai đứa em thì đá banh, còn Tuấn thì nhà thờ ngày nào cũng đi. Vợ Tuấn thì lại khác, cũng Catholic nhưng mà chỉ đi tại nhà thờ chỉ một chủ nhật thôi, mà phải lựa hai ông cha, một ông thì rác này, còn người khác thì không đúng. Hồi đó trước khi Tuấn có cái thứ thứ hai sanh thì gặp thấy đến là không đúng. In Việt Nam Catholic còn không nhiều, Buddha Phật không nhiều. In Tây Ninh Đại học cao Đao Đài thờ nhiều lắm nhưng mà không đủ. Nhiều nhất ở Việt Nam là thờ ông bà người chết. In Japan, Chumia, Thái Lan, Tibet, Dara, Buddha, Phật. In India, some Hindu. Pakistan is Muslim. Israel is Jew. In Europe, người one God, nhưng mà hai ấy là Catholic and Protestant. Hơn 1.000 năm người ta thấy là buổi sáng, buổi chiều và buổi tối phát. Until 1492, đường này đến đất nước New York, America and South America cũng thờ người khác. 1800 người ta phải khởi train airplane later. Ông trời chữ 24 tiếng đồng hồ thì có thể là làm được everything, nhưng mà không làm gì hết, thì chỉ cho một ít người lead ở America, South America, ở Hawaii, Europe, Israel, Buddha, chất ngoan. Nhưng mà bây giờ cũng có nhiều đứa nhỏ xe sinh, nó đẻ ra, nó không có làm việc gì hết, nhưng mà là chỉ chọn quanh vậy, ai là God, như vậy không đúng. Hồi đó có một vợ Tuấn, có một người rất là ông chồng thì Công giáo, ông vợ thì là thờ ông bà. Ai cũng nghĩ là vợ thì wrong mà ông chồng thì đúng. Ông chồng thì có nhà chưa hơn 300 năm mà ông vợ vợ thì hơn 1.000 năm thì là sai. Bây giờ ở Việt Nam người thờ, nhiều người thờ ông bà tổ tiên Phật, Buddha, vậy ai là đúng? Rồi bây giờ người ta thờ ngày nào cũng thờ, rồi đợi khi nào người ta sau khi chết người ta sẽ đánh lộn với ông trời, Phật, Thiên gió, Thiên giáo, Cao Đài. Nhưng mà ông trời thì lỡ là phải thương người, nhưng mà không không ông nào làm. Bây giờ người ta thiếu tiền thức ăn nhưng không làm chuyện gì hết, chỉ đợi khi này chết rồi làm. Nhưng mà đánh lộn thì lúc đó lại đánh lộn giữa ông trời với là ông trời khác thì đánh lộn. Nhưng mà ông trời nói là thương mời, nhưng mà không ông nào làm bây giờ, mà nhiều ông trời. Nhưng mà bây giờ Tuấn về vợ Tuấn không thích ổng thì ổng cũng phải thương mình, tại vì nếu mà không thích thì phải 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 sẽ ông khác. So ý nhì my way, I
Vợ tôi với Tuấn nghĩ là không đúng, vậy là mình phải sống bây giờ chỉ mình thôi, khi mình chết thì không còn nữa. Nếu mà bạn chuẩn bị đánh lộn khi mà chết thì bạn sẽ nhẫn lộn, còn nếu mà nghĩ là Tuấn với vợ Tuấn đúng thì bạn hãy share thương ông bà ngay bây giờ không có cái thời thế cần scan ông bà con gái đàn bà gay mẹ chê đông không quan trọng, chủ là love. Nếu mà giờ bạn thích tôi nói là đúng thì bạn hãy share bây giờ, không có đợi thế cần chen. Nếu mà còn nói được tiếng ngoại ngữ như mà Tuấn nói bây giờ cũng không xong, thì bạn có thể nói được tiếng Anh, tiếng Mỹ, cái gì đó, nói nhiều. Thank you for listening to me. Thank you.